3,7 kW. Trục pha cái này thì là trục ra 45 nhé, trục ra 45, hộp số là X4 Cycloid nhé. Thì cái trọng tải của cái dầm tốc cho một pha 5 ngựa này thì nó kéo được độ tầm độ từ 5 cho tới 9 tạ, tùy theo cái môi trường băng tải chúng ta có nhiều cái ma sát hay là không nhé. Cái tem về ampere và tần số điện áp. Ông cái tem này nhé, ông cái tem này nhé.